Chủ tịch, lần này thì cô không còn gì để nói nữa rồi. Tôi hy vọng bị người ta đập dỡ, công dân cũng bỏ đi hết. Số tiền mà cô tính toán cũng đã dùng hết rồi. Lợi nhuận mà cô đã hứa đâu? Hai gì à, xin hãy nghe tôi giải thích. Cô không cần phải nói nhiều. Làm người phải biết giữ lời. Cổ phần của cô chúng tôi không cần nữa. Đó chỉ là cái vỏ rỗng thôi. Ngày mai chúng tôi sẽ chuyển nhượng cổ phần của mình. Có thể bán được bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Xem như bọn tôi xui xẻo. Chúng ta đi. Hai vị giám đốc, hai vị giám đốc, đợi một chút, nghe tôi giải thích đã. Đợi đã. Ai nói muốn chuyển nhượng cổ phần? Ông nội à, tại sao ông lại tới công ty vậy? Tôi nói cho mấy người biết, nhà họ Đinh ta là một xí nghiệp lớn nhất nhì trong ngành nghề này. Các người muốn rời đi thì cũng đừng quay lại nữa. Đi đi. Ông nội à, hai vị giám đốc, tôi nghĩ tình hình sức khỏe của ông nội tôi hai vị có lẽ cũng hiểu rất rõ. Bây giờ tôi là chủ tịch của công ty, tất cả mọi quyết định đều do tôi đảm nhận hết. Cái gì mà do cháu quyết định chứ? Do cháu đảm nhận hả? Còn nhóc này có còn coi ông ra gì nữa hay không? Ông nội à, tôi nói cho mấy anh biết, người muốn đầu tư vào Đinh thị chúng tôi đều xếp hàng dài đến tận ngoài của Nam Thiên Môn kia kìa. Mấy người muốn đi thì đi đi. Đinh Huệ Diễn ta sẽ không bao giờ gặp lại hai người nữa. Đi đi. Ông nội à, đừng rồi ông nội. Ấu Vi, cô đã thấy rồi đấy. Chúng ta đi. Hai vị giám đốc, đứng lại đi. Đứng lại đó, đi đâu cơ? Lão già Đinh, ông hồ đồ quá rồi đó. Ai hồ đồ? Đừng đừng đừng, tôi hồ đồ, tôi hồ đồ. Anh là ai chứ? Anh vào đây quấy rối cái gì chứ? Thư ký Ngô, đuổi đám người này ra ngoài đi, nhanh lên. Tôi là hàng thù căn đây. Xin lỗi hai vị, sự việc ngày hôm nay, lần sau chúng ta lại bàn tiếp. Công ty sụp đổ rồi. Chúng ta đi thôi. Đứng lại, ai cho hai người đi? Này này, công ty. Đừng đi mà. Ông à, ta nói cho con nghe, đầu óc của ông nội của con ngày càng kém cỏi. Con nói xem, suốt cả ngày ông nội của con đi đâu vậy? Con đi theo máy đi. Ông nội à, Dừng xe lại đi. Dừng xe. Đông Nam à, ông đừng như vậy mà. Mở cửa. Tại sao ông lại như thế? Ông đừng nghĩ như vậy mà. Có yêu cầu gì ông có thể đề xuất với tôi. Ông nội à, Đông Nam, ông nghe tôi nói đi. Ông làm như vậy rất nguy hiểm đó. Ông nội à, Đông Nam, ông nghe tôi nói đi. Ông không nên như vậy đâu. Đông Nam à, Đông Nam, ông nội, ông là đồ khốn. Ông làm như vậy là vong ân bội nghĩa. Ông có biết hay không? Ông nội à, ông không sao chứ? Đứng dậy đi. Ông Đinh, ông làm sao rồi? Không sao chứ? Đồng Nham, ông làm sao có thể như vậy được với tôi? Công ty này của chúng ta. Tôi nói với ông này, con người của ông có một cái tật xấu, lòng dạ hẹp hòi, lại còn ghi thù. Ông nói xem, ông mang thù cả một đời, đến cuối cùng thì thế nào đi? Báo ứng rồi đó. Ông nói xem, lúc chúng ta còn trẻ khổ cực biết bao, nằm mơ mỗi đêm đều là đóng thuyền, sáng sớm thức dậy vừa mới mở mắt ra là bắt đầu vẽ bản mẫu. Ông nói xem, tại sao lại nhiều bản mẫu như vậy chứ? Một ngày có lúc chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, có khi cả ngày cũng chẳng ăn được bao nhiêu bữa. Đói không chịu được. Đói thì làm thế nào? Thì học thuộc thơ để rời sự chú ý. Kháp đồng học thiếu niên, phong hoa chính mộng, thư sinh ý khí, huy xích phương tù, chỉ điểm giang sơn, kích dương văn tự, phẫn thổ đương niên vạn hồ hầu, tằng ký phủ. Hai câu đằng sau là gì? Tôi biết ngay là ông không nhớ mà. Đáo trung lưu kích thủy, lãng ác phi chu.
Nhìn xem ánh mắt của ông này, ông chính là đố kỵ với tôi. Ông tức giận, ông cảm thấy đầu óc của tôi thông minh hơn ông. Ông liền tức giận, có đúng hay không? Ông tức giận cũng không sao đâu, ông có thể đánh tôi. Không phải là ông vẫn luôn muốn đánh vào cái miệng lắm lời này của tôi hay sao? Vậy thì bây giờ ông đánh đi, đánh vào cái miệng này của tôi đi. Ông đó, ông đánh đi, ông đánh tôi đi, đánh tôi đi. Đinh Lừa Hoang, tôi bảo ông đánh tôi đi. Ông không nhận ra tôi nữa rồi. Tôi chính là kẻ thù suốt 30 năm, là người anh em suốt đời suốt kiếp của ông. Tôi là hàng thù căn đi, là cái người không đội trời chung với ông đó. Tôi đây vẫn luôn muốn lật đổ ông. Tôi từng nghĩ rằng sau khi tôi lật đổ ông rồi, ông phải lang thang đầu đường xó chợ, đến nhà cũng không có để gì. Nhưng mà tôi không ngờ rằng ông lại có thể biến thành dáng vẻ như ngày hôm nay. Ông thua rồi, tôi cũng thua luôn rồi. Người anh em, chúng ta không nên đối chọi nhau, có đúng hay không? Hôm nay tôi với ông làm quen lại từ đầu với nhau. Tôi biết, mặc dù đã 30 năm trôi qua rồi, nhưng mà có những chuyện tôi thấy vẫn phải nên nói cho ông biết. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hai chúng ta hợp tác lại với nhau, cùng nhau hoàn thành nguyện vọng mà hồi trẻ chúng ta chưa thực hiện được. Có được hay không? Tại sao lại như thế này rồi? Nói đi, tại sao lại như vậy? Ông đội, Hàng Minh, ta muốn nói mấy câu với Âu Phi.
Ta đã thương lượng với lão già Đinh rồi, ta chuẩn bị hợp tác với nhà họ Đinh đi. Ông nội Hàn, quyết định này của ta hoàn toàn là xuất phát từ đạo nghĩa với lão già Đinh kia. Còn chuyện cháu muốn yêu đương với Hàn Minh thì vẫn là câu nói đó. Trừ khi ta chết, nếu không cũng đừng nghĩ đến. Cho dù như thế nào cũng cảm ơn sự giúp đỡ của ông đối với gia đình của con. Chuyện giữa con và Hàn Minh, con hiểu ý của ông rồi. Sức khỏe là quan trọng nhất, dù sao cũng đừng để lỡ việc điều trị. Hàn Minh, ông nội, chúng ta đi thôi. Ngải gia, ông nội, ngày mai đưa ông đến một nơi. Đây chính là nơi nhà họ Đinh bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Thoáng một cái đã hơn 30 năm, con người cũng không thể bám riết mãi ở một nơi. Nhà họ Đinh chúng ta cũng nên đổi vị trí rồi. Đổi vị trí sao? Con người thì đi về nơi cao, nước thì chảy về chỗ thấp. Người muốn rời đi thì có giữ thế nào cũng không giữ nổi đâu. Nhưng mà vì chúng ta đóng thuyền này thì không thể ngừng lại. Hết tiền rồi, vậy thì chúng ta bán tòa nhà đi đi. Bán tòa nhà đi. Đúng. Ông nội à, không có gì đâu. Không phải là chúng ta vẫn còn có tòa nhà nhỏ thuyền bường kia hay sao? Lại không phải là tuyên bố phá sản gì hết. Nhưng mà ta nghe nói Hàn Thụ Căn sẽ can dự vào chuyện của chúng ta. Ta hiểu. Ông ta nhất định là thấy ta gặp khó khăn, cho nên ra tay giúp đỡ. Không ngờ cái lão già này cũng coi trọng nghĩa khí lắm chứ. Sau này đừng có quên báo đáp người ta đó. Bọn ta đều đã già rồi, những cách thức cũ cũng không phù hợp nữa. Phải thay đổi tư tưởng mới mà thôi. Tư tưởng mới. Ngải gia, ông nội tin con nhất định có thể dìu dắt tập đoàn Đinh Thị vượt qua khủng hoảng lần này. Ông nội à, tốt. Tốt. Nơi này cũng quá nhỏ rồi, không thể ngồi đủ được. Đúng vậy, hoàn toàn chen chúc không nổi mà. Cô xem, mọi người có thể ngồi đủ mà, có thể ngồi đủ. Đều đã sắp xếp xong hết rồi. Vị trí của bộ phận hành chính của chúng ta là văn phòng lớn lúc đầu của đội thuyền. Bộ phận tài vụ là văn phòng lúc đầu của giám đốc Phương. Cái gì? Bộ phận sự vụ thì chính là cái bàn này. Một cái bàn thì ngồi kiểu gì được? Cái này cũng không thể ngồi đủ được. Mọi người hãy nghe tôi nói đây. Mọi người có thể ngồi vây lại bên nhau, như vậy thuận tiện cho việc trao đổi, đảm bảo công việc của mọi người sẽ ngày càng phát triển hơn. Vậy thì bộ phận nghiên cứu thì sao chứ? Hay là bộ phận nghiên cứu đã không còn nữa rồi? Có chứ, sao có thể không có bộ phận nghiên cứu được chứ? Ở đây, chính là ở đây. Nơi này vẫn như cũ, là trái tim của Đinh Thị chúng ta. Nói đùa gì vậy? Đường đường là tập đoàn Đinh Thị, lại đi tới bước đường này hay sao? Chúng tôi không làm nữa, đúng thế. Mọi người à, mọi người nghe tôi nói mấy câu được không? Mọi người, Đinh Thị rơi vào bước đường ngày hôm nay, tôi phải xin lỗi mọi người. Nhưng mỗi nhân viên đứng ở đây ngày hôm nay, tôi tin là đều là những người có tình cảm sâu nặng với công ty. Hơn nữa cũng là lực lượng nòng cốt nhất của Đinh Thị. Mà nơi này lại là trái tim của Đinh Thị. Vì vậy tôi ở đây khẩn cầu mọi người,
cho tôi thêm một cơ hội nữa đi, để chúng ta quay lại nơi này một lần nữa, để trái tim này của chúng ta có thể tiếp tục đập. Tôi tin là chúng ta có lòng tin, có kỹ thuật, chúng ta nhất định có thể thành công. Đúng vậy, đúng vậy, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Mọi người có tin hay không? Tôi tin, tôi có lòng tin. Không sao hết, chúng tôi đều có lòng tin. Tin, có lòng tin, chúng tôi tin. Tốt lắm. Vậy mọi người đi làm việc của mình đi. Được rồi, được rồi. Tại sao anh lại tới đây? Ngư tiểu thư, anh có thể tiến vào trái tim của em được không? Anh không phải là đã ở trong này rồi hay sao? Cậu đến làm gì? Tôi muốn đưa đồ cho chị thôi. Tôi không cần. Có cần hay không? Để chị xem xong rồi lại nói. Tôi không cần xem, tôi không muốn mà. Đi theo tôi. Ngư Sĩ Quy, cậu thả tay ra. Cậu dẫn tôi tới đây làm gì? Ngư Sĩ Quy, Ngư Sĩ Quy, rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Bây giờ tôi đã mua lại tòa nhà này. Chị đừng ở mấy căn phòng bên bờ biển nữa, chuyển vào đây ở đi. Bây giờ cậu có quyền lực lớn như vậy hay sao? Bình Á vừa lúc muốn mua nghiệp vụ ở trong nước, tôi chỉ là đưa ra kiến nghị một chút thôi. Cậu có biết cậu làm như vậy là đang lén lút dùng tài sản của công ty vào việc khác không? Những cái đó tôi đều đã nghĩ kỹ rồi. Đây là hợp đồng cho thuê. Trước mắt tòa nhà này Bình Á sẽ không cử người tới đây, vì vậy khoảng thời gian này cũng là bỏ không thôi. Cho thuê là rất bình thường. Tôi bảo phòng tài vụ làm sổ sách cho chị là được rồi, sẽ không thu tiền chị đâu. Bất cứ cậu tìm lý do gì đi chăng nữa, chỉ cần để cho chúng tôi sử dụng, người tin ý chỉ cần nhìn một cái là biết rốt cuộc là thế nào. Bình Á khẳng định là không đồng ý. Cậu làm như vậy rất nguy hiểm đó. Tôi đường đường là người phụ trách của khu vực Trung Quốc, đến quyền hạn dừng lại một tòa nhà cũng không có hay sao? Cậu thực sự cho rằng vị trí bây giờ của cậu đã ngồi vững rồi hay sao? Cậu không nhận ra hay sao? Nhận ra gì? Người ta chửi vào cái gì lại để một người không có kinh nghiệm làm người phụ trách chứ? Cậu không phải là gì AJ6. Tôi khuyên cậu một câu, vẫn nên là làm gì cẩn thận hơn. Đừng có mà sốc nổi, ngang ngược như vậy nữa. Hiện giờ hạng mục ở trong tay của tôi. Đến lúc đó nếu như thành công rồi, tôi xem ai dám nói ra nói vào. Nếu như không thành công thì sao? Từ đây về sau cậu không cần thể diện nữa hay sao? Người Âu Mỹ, cô ta đang lợi dụng cậu. Xin cậu tỉnh táo lại một chút giùm đi. Cậu đừng có để bị cô ta lợi dụng nữa mà. Đủ rồi. Tại sao chuyện gì tôi cũng lại làm sai? Hàng bên làm cái gì cũng đúng hết. Rốt cuộc cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa đây? Hai chúng ta là không có khả năng. Cậu mãi mãi là em trai của tôi. Hơn nữa Liễu Tiểu Mỹ luôn ở bên cạnh cậu, tại sao cậu không để ý đến cô ấy một chút nào hết? Tại sao cậu cứ nhất định phải cố chấp với tôi? Cậu có biết như vậy căn bản không phải là tình yêu không, mà là cố chấp. Cậu chỉ đang giận dỗi thôi. Hơn nữa tôi có thể nhìn ra cậu không phải là hoàn toàn không có tình cảm gì với Tiểu Mỹ. Chị nói linh tinh gì vậy? Sĩ Quy, việc mà cậu nên làm bây giờ là trân trọng những người bên cạnh của cậu, đối xử thật tốt với Tiểu Mỹ, chứ không phải là làm càng làm quấy với người Âu Mỹ kia. Nghe chị khuyên một câu đi, cô ta thật sự là đang lợi dụng cậu thôi. Chị đừng nói nữa, trên thế giới này tiền không phải là thứ vạn năng. Tôi bảo chị đừng nói nữa. Tòa nhà này bây giờ thuộc quyền sử dụng của chị, hợp đồng tôi xem như chị đã ký. Ngư Sĩ Quy, em đừng có ngốc nghếch nữa được không? Làm như vậy nhất định là không ổn đâu. Ngốc thì ngốc, không đồng ý thì chị xé nó đi. Sĩ Quy dẫu sao vẫn còn trẻ, vì vậy có lúc cậu sẽ làm mẫu làm càng. Nếu như cậu ấy có thể không suy nghĩ gì hết, yên tâm đến bên này giúp đỡ cho em thì tốt biết mấy. Em không cần phải lo lắng.
Anh thấy từ từ sẽ tốt lên thôi. Ông nội của anh thế nào rồi? Thì vẫn như trước đây. Một lát nữa anh phải đến tìm ông nội của anh để nói với ông anh muốn lấy thân phận của bên đối tác để bàn chuyện hợp tác với em. Tại sao vậy? Anh không yên tâm Ngải Gia. Tổng giám đốc Hàn, cậu tới rồi. Ông nội, hôm nay cảm thấy thế nào rồi? Không ổn chút nào hết. Ông làm sao vậy? Ta không còn sức để nói chuyện luôn rồi. Vừa nãy tôi đã nói với dì giúp việc rồi, không cho phép ông đi ra ngoài. Còn có hôm nay ông chạy đến nhà hội đinh nữa. Ông có biết là dọa chết cháu hay không? Bây giờ ta muốn ra ngoài đi dạo cũng không đi nổi nữa rồi. Có thể đi dạo trong vườn thì được. Ông không đi viện, ở nhà nghỉ ngơi cũng được. Ta nói với con, ta cảm thấy bản thân của mình sắp chết tới nơi rồi. Di chúc của ta cũng sắp viết xong rồi. Ông nội à, con nghĩ kỹ rồi. Nếu như ông đồng ý với con đi vào viện thì con sẽ không yêu đương với Ấu Phi nữa, được không? Thật sao? Thật mà. Tạ ơn trời đất, cháu trai của con cuối cùng cũng thông suốt rồi. Tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất, cháu trai của con cuối cùng cũng thông suốt rồi. Ông trời ơi, thật ra con có một thỉnh cầu. Con hy vọng ông nội của con có thể đồng ý với con, có thể đồng ý cho con. Con nói đi, cái gì ta cũng đáp ứng hết. Ông nội à, trước đây không phải là ông nói là phải hợp nhất Đinh Thị với Hàn Thị hay sao? Con nghĩ chuyện này để con phụ trách cho. Ông thấy thế nào chứ? Cái thằng nhóc này, con nói gì như vậy chính là để lừa gạt ta. Con vẫn là muốn yêu đương với con bé kia. Con nói được làm được, con sẽ không yêu đương với Ấu Phi. Nhưng mà con cũng không phải là một cỗ máy. Ngải Gia và Ấu Phi vẫn luôn bất hòa với nhau. Con chỉ hy vọng có thể cho Ấu Phi sự đối đãi công bằng. Còn có, con đảm bảo tuyệt đối giải quyết việc chung. Nếu như vậy thì ông thấy thế nào? Nếu như con đã nói như vậy rồi, ta cũng chỉ có thể nhượng bộ con. Nhưng mà con không được phép lừa ông đó. Con sẽ không lừa ông đâu. Ông nội à, loại sách này tốt nhất là xem ít một chút đi. Nói thẳng ra là con muốn xem đi. Được rồi. Sớm như vậy hay sao? Chào buổi sáng giám đốc Ngư. Tôi là người đại diện của tập đoàn Hàn Thị. Sau này những việc giữa hai nhà Đinh Hàn đều do tôi phụ trách. Hy vọng được chỉ bảo thêm. Tôi tên là Hàn Minh. Chào buổi sáng anh Hàn. Ông nội anh đồng ý rồi sao? Nhưng mà vẫn là không đồng ý. Hai chúng ta yêu nhau. Nhưng mà anh thấy ông nội đã bắt đầu có sự thay đổi rồi. Thật vậy sao? Nếu không thì với tính cách của ông ấy, khẳng định sẽ không để cho anh đảm nhận chuyện này đâu. Đi thôi, em còn chưa tuyên bố hợp tác với tập đoàn Hàn Thị mà. Em rất lo lắng nhân viên của Đinh Thị sẽ không đồng ý. Dẫu sao hai nhà Đinh Hàn cũng đã đối đầu với nhau nhiều năm. Hơn nữa AJ5 và AJ6 cả hai lần bị tiết lộ tài liệu mật đều có liên quan đến Hàn Thị. Chuyện này rất đơn giản thôi. Bây giờ nói với nhân viên của Đinh Thị không phải là được rồi hay sao? Đi. Tiểu Lý à, tôi đang ở đâu đây? Đây không phải là nhà của tôi. Đây không phải là nhà của tôi mà.
Họ đều là những nhân viên lâu năm, họ phản đối cũng là chuyện bình thường thôi. Ông nội của em đã buông bỏ rồi, em cũng đừng có lo nghĩ nhiều như vậy nữa. Thật ra những nhân viên lâu năm đó vẫn là có tình cảm với Đinh Thị hơn. Anh tin sẽ có một ngày bọn họ sẽ hiểu được tôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Không thấy ông nội của em đâu nữa. Ông nội, ông nội Đinh. Ông nội, ông nội. Ông nội. Ông nội Hàn. Ông nội à, ông đi đâu vậy hả? Dọa chết con rồi. Sau này ông không được đi lung tung nữa đâu, có biết không? Không sao. Thư ký Ngô đi cùng với ông ra ngoài thả lỏng một chút, đúng không thư ký Ngô? Ta ngồi một lát, cháu dìu ông. Lại đây. Ta nói với cháu này, ông ấy ở nhà một mình như vậy không ổn đâu. Đầu óc thì có bệnh, nhớ đâu xảy ra chuyện gì không ai biết. Ta đã nghĩ rồi, ta với ông ấy đã đối đầu nhiều năm như vậy, ta cũng không muốn tính toán với ông ấy. Như vậy đi, để ông ấy chuyển đến chỗ ta ở. Chức vụ thư ký Ngô này ta vẫn làm cho trót đi. Ông nội Hàn à, ông thật sự. Nhưng mà có một chuyện, đây là việc giữa hai lão già chúng ta thôi, không có liên quan gì đến cháu, đến việc hợp tác của Đinh Hàn đâu. Cháu hiểu, cháu biết mà. Chỉ là cháu còn có một mong muốn. Làm sao? Vì hợp tác của Đinh Hàn, cháu hy vọng có thể duy trì được tính độc lập của Đinh Thị. Việc này nói thẳng ra là muốn lấy ta làm bàn đạp, đúng hay không? Lão già Đinh kia đều không nói gì, cháu còn nói nữa là già mồm đấy. Này chủ tịch à, chủ tịch, đây uống nước rồi đi. Uống một chút đi. Không có nóng đâu. Được rồi, không nóng chút nào hết. Nào. Nào, uống chén trà trước đi. Cảm ơn. Bây giờ, chuyện về nhân viên của Đinh Thị đã tuyên bố kết thúc một giai đoạn rồi. Điều mà em lo lắng nhất chính là ông nội của em. Việc này em không cần phải lo lắng, ông nội của anh sẽ chăm sóc cho ông nội Đinh. Em tin là sẽ như vậy. Có đói không? Em không đói. Bộ anh đói rồi hay sao? Có một chút. Em đi nấu cho anh ăn. Không cần. Lần này để anh làm cho. Anh hả? Anh làm được hay sao? Có thể chứ. Hóa ra đều là đồ mua hết. Có chuẩn bị mà tới. Em đã nói rồi, làm cũng được mà mua cũng được. Ăn ngon là được rồi. Nào, uống một ly trước nha. Chẳng trách anh kêu đói mãi, lòng dạ đen tối quá đi. Nào, anh thấy chuyện gì cũng có thể giải quyết mà. Vì vậy em phải kiên trì lên. Cảm ơn anh. Hậu thuẫn kiên cố nhất của em. Em sẽ kiên trì. Cạn. Ông nội Hàn, ông ngồi đi. Để cháu làm cho. Làm sao? Tôi no rồi. No rồi sao? No rồi.
Cuối cùng cũng no rồi. Cháu không cho ông mấy ăn cơm bao nhiêu ngày rồi hả? Cháu xem để ông mấy đói thành như thế này rồi. Còn nói là ta cường hào. Đây mới là cường hào đây này. Đại cường hào, lão cường hào. Ngô, thư ký Ngô, anh được phép nói như vậy hay sao? Anh không muốn làm ở đây nữa hay sao? Dạ không phải, không phải. Muốn làm chứ, muốn làm. Không phải, thật là. Anh không muốn làm ở đây nữa hay không? Thật tình. Ngải gia, ngôi nhà này sửa lại từ bao giờ vậy? Không tốt bằng trước đây. Tại sao lại quê mùa như vậy chứ? Ông đã ở trong ngôi nhà đẹp bao giờ chưa? Ông biết ngôi nhà này từ bao giờ? Thư ký Ngô, thư ký Ngô, không thể nói với chủ tịch như vậy được. Ai là thư ký Ngô chứ? Cô còn dám gọi ta là thư ký Ngô? Ta đập cho con một trận bây giờ. Thư ký Ngô, dưa hấu này ngon quá à. Dân, ông xem cơm đã ăn xong rồi, hoa quả cũng ăn xong hết rồi. Tôi để họ dọn những đồ này xuống nha. Ông nên đi nghỉ ngơi đi, được không? Anh chỉ cho ăn dưa thôi, không cho ăn cơm. Sao lại không cho ăn cơm chứ? Một bít tết chín ba phần, ông vừa mới một mình ăn hết xong. Còn uống rượu vang nữa mà, đã quên rồi hay sao? Bít tết. Được rồi, anh không cho ăn thì thôi đi, tôi không ăn nữa. Không phải, cháu nói cái con người này, bầu bít tết chín ba phần, một mình ông ấy ăn hết. Cô đưa ta lên phòng, ông nội à, cô đưa ông lên phòng nha. Được rồi, thư ký Ngô, anh đã vất vả cả một ngày rồi. Mau quay về nghỉ ngơi đi. Tiểu Lý, cậu đưa thư ký Ngô an toàn về đến nhà đi. Dân, chủ tịch yên tâm đi, tôi sẽ đưa ông ấy về tận nhà. Ông mau đi nghỉ ngơi đi. Được rồi, mấy người làm việc đi. Ông nội Hàng à, tôi xin lỗi nha. Ông nội. Thư ký Ngô, ăn no chưa? Đáng ghét, ta còn chưa có gì ăn nữa nè. Mấy người đều ăn hết rồi. Ăn hết dưa hấu đi, thư ký Ngô. Đáng ghét. Ông còn uống rượu vang của tôi nữa hay sao, thư ký Ngô? Đáng ghét. Thư ký Ngô, vẫn còn uống nữa hay sao? Tiểu Lý, mau lái xe. Ông nội Hàng, tôi đã quyết định, tôi muốn để Hàng Thị hợp tác với Đinh Thị. Ông nội Hàng à, ông đang đùa hay sao? Tôi đùa gì chứ, thật là. Tại sao vậy? Cô xem ta với lão già Đinh đó có giao tình 30 năm rồi. Ta cũng muốn giúp cho ông ấy. Hôm nay cậu con tới là muốn báo cho con biết thôi. Ngày mai ta sẽ ký hợp đồng với họ. Ta cho con xem hợp đồng đây. Ông nội Hàng à, ông nội Hàng, hợp đồng này. Ông nội Hàng, ông đã đối chọi với Đinh Thị bao lâu nay? Đã thấy thắng lợi trước mắt rồi, kết cục là muốn giúp đỡ cho mấy là sao? Sắp thắng rồi, cho nên ta mới giúp đỡ cho họ. Cái này gọi là người thắng đồng cảm với kẻ thua. Cô có hiểu hay không? Cô hiểu rồi. Nhưng mà quyết định quan trọng như vậy, có phải là phải được hội đồng quản trị thông qua mới được không? Tại sao ông lại có thể tự mình quyết định như vậy chứ? Ta là chủ tịch, tại sao ta lại không thể quyết định được? Ta nói trước cho con biết chuyện này, con có ý kiến hay không? Con tất nhiên là sẽ không làm trái ý của ông rồi. Con cảm thấy quyết định qua loa này của ông, nhớ đâu hội đồng quản trị không đồng ý với ông thì sao? Điều quan trọng nhất chính là Đinh Thị sẽ sắp phá sản đến nơi rồi. Chúng ta hợp nhất với họ, vậy không phải là lỗ vốn rồi hay sao? Được rồi, lát nữa ta sẽ mở cuộc họp hội đồng quản trị, và ta sẽ nói với bọn họ luôn. Ngày hôm nay tìm con tới để nói cho con biết chuyện này thôi. Thứ nhất là vì con là người trong nhà, thứ hai là con cũng đã từng làm việc ở Đinh Thị. Dạ đúng. Vậy nếu như họ phản đối thì sao? Ai dám phản đối, ta liền nhường chiếc ghế chủ tịch này lại cho họ liền. Xem ai dám ngồi. Dân. Ông nội Hàng à, thực ra bây giờ tình hình là như thế này. Chúng ta vừa hợp tác với bên Hàn Quốc, áp lực của bộ phận dần doanh vô cùng lớn. Nếu như lại lập tức hợp tác với Đinh Thị, bỗng chốc nhiều người tới như vậy, thì con sợ là sẽ ảnh hưởng xấu đến chúng ta. Chuyện này ta đã nghĩ rồi. Ta sẽ để cho Hàn Minh lấy tư cách là người đại diện hợp tác với Đinh Thị. Ông nội Hàng à,
Tại sao ông lại có thể để cho anh Hàn Binh ở cùng một chỗ với cô ta được chứ? Cô xem, cô phụ trách Bình Á bên đó, nó phụ trách Đinh Thị bên này. Chuyện này ta đã suy tính rất lâu rồi. Cô đừng có trừng mắt nhìn ta nữa. Trong lòng của con nghĩ gì ta đều biết. Hàn Binh, nó đã nói rồi, nó đã chia tay với con bé Ngư Ấu Vi đó. Cô không được lòng dạ hẹp hòi như vậy. Đàn ông không thích những người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi đâu, có biết chưa? Phải nhớ đấy. Ông nội Hàn à, con nhớ rồi. Hàn Thị sắp hợp tác với Đinh Thị rồi. Cái gì? Sao có thể như vậy? Chính miệng của Hàn Thụ Căn nói với chị đó. Tại sao vậy hả? Nếu như Ngô Vi có được sự giúp đỡ của Hàn Thị thì đồng nghĩa với chị tìm được chỗ dựa rồi. Em đi tìm chủ tịch Hàn đi. Sĩ Huy à, không tác dụng đâu. Chị còn không khuyên được ông ấy, không thể thay đổi được quyết định của ông ấy. Nhưng nếu như thay đổi phương án hợp tác một chút thì vẫn là có khả năng làm tan rã đội thuyền của nhà họ Đinh. Có ý gì đây? Sĩ Huy, xin mời vào. Có chuyện gì sao? Chủ tịch, tôi nghe nói ngài muốn hợp tác với Đinh Thị sao? Mồm mép của con bé Ngải Gia này cũng nhanh thật đấy. Quấy là chị của tôi, đương nhiên là sẽ nói cho tôi biết. Ta là cảm thấy nếu như ta hợp nhất với đội thuyền Đinh Thị rồi thì Hàn Thị của chúng ta chính là ông lớn tuyệt đối trong ngành này đó. Đúng thế. Nhưng mà tôi vẫn khuyên ngài hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng vào. Ta đã suy xét rồi, không thành vấn đề. Mà hơn nữa, đây là chuyện của nhà họ Hàn chúng ta, chẳng liên quan thái gì đến cậu hết. Đúng đúng đúng, hợp nhất với ai là việc của nhà họ Hàn của ông. Nhưng mà nếu như ảnh hưởng đến việc hợp tác với Bình Á, hình như không còn là gì trong nhà của ông nữa thì phải. Theo như những gì tôi biết, tình hình tài chính hiện giờ của công ty ông không phải là rất tốt. Đây cũng là một trong những lý do mà các ông hợp tác với Bình Á. Còn bây giờ lại gánh vác thêm bảo hiểm lớn như vậy, e là sẽ ảnh hưởng đến sự hoạt động của dự án AJ6. Cậu cứ yên tâm đi, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự hoạt động của dự án. Vậy thì quá tốt rồi. Dựa theo hợp đồng mà chúng ta ký lúc đầu, khi mà dự án tiến hành đến giai đoạn thử nghiệm thuyền, phí lắp ráp và thử nghiệm thuyền của bộ phận này đều do Hàn Thị bỏ vốn, đúng hay không? Đúng. Vậy ngài chủ tịch, hãy chuyển khoản tiền đó cho chúng tôi luôn đi. Bây giờ đã có thể thử thuyền rồi chứ? Có thể chứ. Tôi nói có thể thì là có thể thôi. Tôi nói cho cậu biết này, thật ra tôi hợp tác với bên Đinh Thị, chuyện này thật sự không liên quan gì đến cậu hết. Tôi nghĩ, chủ tịch, hôm nay tôi tới đây là để bàn chuyện công việc với ông. Còn việc ông muốn hợp tác với ai thì hợp tác với người đó thôi. Chỉ là tôi cần đảm bảo sự vận hành ổn định dự án của chúng ta. Ông nghĩ thử xem, bắt đầu thử sớm một ngày thì sản phẩm cũng sẽ sớm được ra mắt, ông cũng sẽ kiếm được lợi nhiều hơn. Được, như vậy đi. Chuyện tiền bạc cậu để cho tôi suy xét một lát, rồi sau đó sẽ trả lời cậu sau. Ông không phải là hết tiền rồi chứ, Ngư Sĩ Quy? Làm chuyện gì cũng đừng có cưỡng ép xích sao, có đúng không? Cậu phải cho người khác có không gian, cũng là giữ cho mình không gian, có hiểu không? Ông xem lời này của ông kìa, tôi nào có không để cho ông không gian chứ. Chỉ là nếu như ông vẫn cố chấp gánh vác trách nhiệm này thì tôi đảm bảo với ông sẽ vi phạm hợp đồng ban đầu giữa chúng ta đó. Bình Á sẽ có quyền hạn truy cứu trách nhiệm với ông. Đinh Thị không còn tác dụng với Hàn Thị, không phải chỉ là một đội nghiên cứu phát minh thôi sao? Ông muốn hợp nhất thì chỉ cần hợp nhất đội nghiên cứu phát minh thôi là được. Việc gì mà phải gánh hết tất cả cho mọi người? Tôi cũng chỉ là nghĩ cho Hàn Thị các ông thôi, muốn giảm bớt gánh nặng cho mấy người.
Ông nghĩ kỹ lại coi. Tôi đi trước đây, cậu hà tất gì phải như vậy chứ. Nói thế nào đi nữa, Ngô Vi cũng là chị gái của cậu. Bây giờ chúng tôi chỉ là đối thủ với nhau. Cái này còn một chuyện tôi phải nói cho cô biết một chút. Hợp đồng của chúng ta sau khi ký, tôi muốn cô đuổi hết những nhân viên không thuộc nhân viên kỹ thuật. Tôi chỉ giữ lại nhân viên kỹ thuật thôi. Ông nội Hàng à, sao có thể như vậy được? Sao không thể như vậy chứ? Những người đó đều là nhân viên lão làng của Đinh Thị. Họ vất vả làm việc cả đời cho Đinh Thị. Hơn nữa tôi cũng đã hứa với họ rồi, tuyệt đối không để cho họ chịu thiệt mà. Cô hứa là chuyện của cô, không liên quan đến tôi. Điều tôi cần là kỹ thuật của đội ngũ các cô. Có đúng không? Chuyện này nếu bất cứ ông chủ nào trên thế giới gặp phải cũng sẽ làm như tôi thôi. Đây chính là làm ăn. Trong mắt của ông, cái gì cũng làm ăn hết hay sao? Tạo thuyền là làm ăn, giao tình của ông với ông nội của cháu là làm ăn, ngay cả tình cảm của cháu và Hàn Minh đều là làm ăn hết hay sao? Không phải chứ. Sao cái con nhóc này nói chuyện giống y hệt như ông già Đinh đó? Mở miệng là giả nhân giả nghĩa. Tôi nói cho cô biết, phải nhớ kỹ, tình cảm là tình cảm, còn làm ăn là làm ăn. Hai chuyện này không thể gộp lại thành một được. Nếu không mãi mãi cô không làm được chuyện lớn đâu, có biết không? Nhưng mà cháu không cho rằng như vậy. Chuyện này tôi phải có lời giải thích với hội đồng quản trị của tôi. Cô phải giải thích với em trai của cô, em trai của cháu. Chuyện này có liên quan gì đến Sĩ Huy? Có liên quan gì thì cô đi hỏi cậu ta đi. Rốt cuộc là cô có ký hay không đây? Có phải trên hợp đồng này còn có một điều khoản là phải chuyển cổ phần cho cháu đúng không? Vậy không bằng thế này đi, sẽ không cần cổ phần này, coi như cháu bán chúng cho ông để đổi lấy những nhân viên cũ của cháu, có được không? Cô có biết cổ phần của cô bao nhiêu tiền hay không? Cháu không biết, cháu cũng không cần biết. Bởi vì điều này đối với cháu mà nói không quan trọng chút nào. Tiền không quan trọng với cô, vậy cái gì mới quan trọng đây? Cháu muốn tất cả nhân viên từng giúp đỡ Đinh Thị sống vui vẻ, sống tốt. Đây mới chính là việc quan trọng nhất trong cuộc đời của cháu. Đây là cho cô nói đó nha. Cô đừng hối hận, tuyệt đối không hối hận đâu. Ký, ký ngay. Ngươi Sĩ Huy, em không cảm thấy em làm rất quá đáng hay sao? Những người đó đều là nhân viên lão làng, đồng hành cùng ông nội gây dựng Giang Sơn. Sao mà em có thể bỏ mặc cuộc sống của họ được? Đương nhiên tôi biết, vậy nên tôi mới thay Hàng Thụ Căn tiếp nhận họ đó. Dự tính tôi đã duyệt xong. Đội nhóm của chị đến chỗ của tôi sẽ trả lương cho họ. Như vậy không còn chiếm dụng tiền của Hàng Thụ Căn, há chẳng phải một công đôi việc hay sao? Chỉ có điều họ thêm một người lãnh đạo thôi, nhưng mà trên thực tế vẫn nghe lời của chị. Sao vậy? Chị cảm thấy không phải là chuyện một công đôi việc hay sao? Đây chính là tính toán như ý của em rồi đúng không? Nếu nào chị không còn cách nào khác? Trước mắt đây không phải là cách tốt nhất của chị sao? Chị đã từ bỏ cổ phần ông nội Hàng cho chị rồi. Chị điên rồi hay sao? Em mới điên đó. Chị có biết những cổ phiếu đó đáng giá bao nhiêu tiền không? Chị không quan tâm. Tiền đối với chị không quan trọng. Tiền không có thì có thể kiếm, nhưng lòng người nếu như tan rã thì làm sao mà tụ lại được? Chị từ bỏ những cổ phiếu đó thì đồng nghĩa với việc chị chỉ là một nhân viên bình thường thôi, không quan trọng gì hết. Hôm nay chị qua là để nói cho em biết, em đã thay đổi rồi.
Ngay cả chị cũng sắp không nhận ra em nữa. Chị tuyệt đối sẽ không để cho em tiếp tục sa ngã như vậy được. Sa ngã? Người Ấu Vi, chị không có lòng cảm kích như vậy, chị không cảm thấy vô cùng quá đáng hay sao? Chị bây giờ chị cảm thấy rất đau lòng. Chỗ mình vẫn thoải mái nhất. Ông nội Hàn, ông nội Hàn à, cháu đến thăm ông đi. Đến đây, đến đây, tốt quá. Ông nội Hàn à, thư ký Ngô, có khách đến, tiếp đãi một chút đi. Ông ấy, chuyện đó, chủ tịch à, vậy tôi đi tiếp đón khách đi. Ông ở đây đọc báo đi, quan tâm tình hình quốc gia đại sự một chút. Ông nội Hàn à, tại sao mấy lại ở đây? Ra ngoài rồi nói, nhanh lên. Xem thế giới thay đổi chóng mặt thế nào nha. Chuyện này là như vậy đó. Ông nội Hàn à, nếu như ông có ý kiến với cháu thì trực tiếp nói với cháu thôi. Ông đừng lừa cháu mà. Ông lừa cháu cái gì? Vậy thì ông nói, không phải trước kia ông từng nói sao, ông ủng hộ cháu và anh Hàn Minh ở bên nhau, đúng? Hơn nữa Ngô Ấu Vi là loại người như thế nào, không phải là ông không biết? Trước kia giúp đỡ nhà họ Đinh cũng thôi đi, cháu cũng không nói gì hết. Nhưng bây giờ ông còn cho ông Đinh đến đây nữa. Cháu thật sự không hiểu ông rốt cuộc có ý gì đây. Ông nói với cháu này, chuyện hợp tác với Đinh Thị, đón lão Đinh đến ở đều có lý do hết. Ngày mai họp đi, rồi cháu sẽ biết. Thật ra ông luôn muốn giải thích với cháu, ông không cần giải thích với cháu nữa. Cháu cũng không muốn nghe những gì ông nói đâu. Cháu biết ông làm gì, ông cũng đều có lý do của mình. Cháu nói như thế là ta không thích nghe đâu đó, đúng không? Cháu muốn lấy Hàn Minh thì cháu lấy đi, làm gì mà suốt ngày gây chuyện với Ngô Ấu Vi? Ông nội Hàn à, ông đừng coi là thật, cháu không có ý đó đâu. Cháu chỉ là từ trong lòng không muốn cho Ngô Ấu Vi sống tốt. Ông nghĩ xem, cô ta luôn tranh giành nhà họ Đinh với cháu, đến bây giờ lại giành anh Hàn Minh với cháu. Ông nói xem, cháu có thể không để ý chuyện này sao? Vậy ban đầu cháu cho Ngô Ấu Vi tiền, nói không tính toán với nó, cháu làm cho ta xem hay sao? Không phải như vậy đâu ông nội Hàn à, cháu chỉ là không muốn anh Hàn Minh bị dướng vào đó. Hơn nữa cháu làm tất cả chuyện này đều là để giúp cho anh Hàn Minh, không liên quan gì đến chuyện hôm nay hết. Đinh Hoài Viễn đã nuôi cháu bao nhiêu năm như vậy, cháu cũng không có chút tình cảm nào giống mấy hay sao? Cháu, sao cháu lại không có tình cảm được? Đó là ông nội của cháu. Ban đầu sau khi Ngư Ấu Vi đón ông ấy đi, cháu vô cùng nôn nóng đi khắp mọi nơi tìm ông nội. Chỉ là không ngờ lại là ở chỗ ông thôi. Thật ra cháu vừa nghĩ, ông nội sống cùng với ông cũng rất an toàn, rất tốt. Được, sáng sớm ngày mai công ty mở hộp thì cháu đến sớm một chút. Ngoài ra những thứ cháu mua, ta bảo giúp việc nhận rồi. Cháu có thể về đi. Ông nội Hàn, ai đó đi như sao vậy? Gọi hồn hả? Chủ tịch, mời ngài vào, xin mời. Ông nội, tại sao ông lại đến đây? Giúp việc Ninh Canh, ta cố ý mang đến cho con. Ông đến đây chỉ vì chuyện này thôi sao? Ta đưa canh cho cháu trai của mình còn phải bịa ra lý do gì khác hay sao? Đúng rồi, chủ tịch à, ngài uống chút nước đi, uống chút nước nha. Theo ta ra ngoài đi dạo một chút. Mấy ngày trước, ông nội có nói vài lời liên quan đến ba mẹ của con, có hơi nặng lời, khiến cho con không vui. Ông ở đây xin lỗi con. Ông nội à, có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Không có gì hết. Ông chỉ không muốn khiến cho con lại giống như ba của con, có đúng không?
Cái đời bị phụ nữ quấn lấy, sau đó thì sao? Hôn nhân vẫn thất bại thôi. Ông thật sự hy vọng rằng con có thể tìm một người phụ nữ thật sự yêu con. Con hiểu mà. Con cũng hy vọng con có thể tìm được. Người ấu vi đó có tốt như vậy không? Mà con yêu nó như vậy. Ông nội à, không phải trước kia con nói với ông rồi hay sao? Bây giờ con và người ấu vi chỉ có quan hệ công việc, những thứ khác không nghĩ gì hết. Vậy thì ông nói giả dụ bỏ đi quan hệ công việc này, con có cưới nó hay không? Con hiểu rõ người ấu vi, cô ấy là một người con gái rất kiên cường, rất lương thiện. Cho dù hồi nhỏ con không quen biết cô ấy, con cũng tin mình sẽ yêu cô ấy như vậy. Con cũng tin có một ngày ông có thể thay đổi ánh nhìn với cô ấy. Được được, ông nội đây cũng đợi ngày đó. Đây là bản thiết kế mới nhất của chúng ta, mọi người xem thử đi. Thực ra Thùy hy vọng lần này có một chút điều chỉnh từ nền tảng trước kia. Mọi người xem một chút, chỗ này thân thuyền chỉnh thẳng. Ô Vi, sao vậy? Mọi người làm việc trước đi. Được. Sao vậy hả? Người phụ trách của tập đoàn Bình Á vừa đến đây, em có muốn đi gặp bà ta không? Đi. Phải đi chứ. Giờ để anh chuẩn bị một chút. Em muốn nói chuyện quyền sử dụng cao ốc Đinh Thị với Bình Á sao? Em phải biết chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến sĩ quy. Em nghĩ kỹ chưa? Cho dù là như vậy em cũng phải đi. Sĩ quy đã bị Ngải Gia và Bình Á lợi dụng. Sở dĩ Bình Á tuyển dụng sĩ quy chẳng qua là vì số liệu của AJ6, mà hơn nữa bây giờ sĩ quy vì để thành công đã bắt đầu không từ thủ đoạn nào hết. Cho dù nó hận em, cũng hơn là cắt đứt con đường tương lai của nó. Hy vọng rằng sĩ quy có thể hiểu được tấm lòng của em. Tổng giám đốc Khương, họ đến rồi. Bà chủ Khương, đây chính là người ấu vi đã hẹn trước gặp mặt bà. Xin chào bà chủ Khương. Cô chính là người ấu vi tiếng tăm lừng lẫy hay sao? Quả nhiên là một dáng vẻ lão luyện. Xin mời ngồi. Hôm nay đến tìm tôi có chuyện gì không? Theo như tôi biết, công ty thần bí mua cao ốc Đinh Thị của chúng tôi chính là quỹ công ty đây, cũng chính là bà chủ Khương, đúng không ạ? Không sai. Giá cả của cao ốc đó không tệ. Hơn nữa, có thể mua tài sản của đối thủ cạnh tranh lớn nhất, cảm giác này rất tuyệt vời. Dạ đúng, bà đã tốn một đống tiền mua tòa nhà đó. Nhưng mà bà có biết quyền sử dụng của tòa nhà đó bây giờ là thuộc về ai hay không? Trước mắt chắc hẳn là đang chiêu thương và cho thuê. Nếu như nói quyền sử dụng của tòa nhà đó bây giờ vẫn ở trong tay của tôi thì sao? Người bà ủy thác toàn quyền, anh Ngư Sĩ Quy, đã cho thuê toàn bộ tòa nhà đó cho tôi tùy ý sử dụng, đồng thời không thu bất cứ khoản phí nào của tôi. Bà chủ Khương, bà có một nhân viên như vậy thật là may mắn của tập đoàn Đinh Thị chúng tôi. Ngư Sĩ Quy, tôi mời cậu qua đây cùng hợp tác, chứ không phải là ăn cây táo đào cây sung như cậu. Ngay cả giải thích cũng không có hay sao? Được, lập tức biến khỏi tầm mắt tôi. Tổng giám đốc Khương, bà cần gì tức giận chứ? Không phải chỉ vì chuyện nhà cửa hay sao? Chúng ta lấy lại là được. Cái gì lấy lại là được? Mất mặt đến tận nhà họ Đinh rồi. Tôi tốn bao nhiêu tiền như vậy là để cho họ sử dụng miễn phí.
Nhưng mà theo tôi biết, trước mắt tất cả người của Đinh Thị đều ở trong khu làm việc mới của mình. Họ chưa từng dùng tòa nhà này. Chuyện này có liên quan gì đến việc dùng hay không? Cậu nói đi. Cậu bảo tôi tiếp tục hợp tác với cậu như thế nào đây? Bà chủ Khương à, bà đang muốn đuổi việc tôi hay sao? Tôi muốn đuổi việc một nhân viên, còn phải báo cáo xin cậu phê duyệt hay sao? Sĩ Quy, bà cho rằng ngư ấu vì đó dễ đối phó như vậy sao? Từ nhỏ chị ta đã chạy trên thuyền về mặt kỹ thuật. Ngoài tôi ra thì bà cũng có thể tìm được ai so với chị ta. Nếu như bà cố chấp muốn đuổi việc tôi, vậy thì cũng không sao. Nhưng mà tôi dám đảm bảo với bà, bà nhất định sẽ thua ngư ấu vì thôi. Cậu đang uy hiếp tôi. Tổng giám đốc Khương, Sĩ Quy nói có chút nghiêm túc đó. Thực ra là vì tốt cho bà thôi. Hơn nữa, chúng ta đều là người làm ăn. Bà đừng vì chút chuyện nhỏ này mà làm ảnh hưởng đến hợp tác của chúng ta. Ngư Sĩ Quy, tôi cảnh cáo cậu. Tôi có thể mặc kệ cậu. Cậu muốn làm gì thì làm. Chỉ cần hạng mục thuận lợi, như thế nào cũng được hết. Nhưng mà nếu như thua, cậu nuốt vào bao nhiêu thì phải nhả ra gấp bội cho tôi. Cậu nghe rõ chưa? Bà cứ yên tâm đi, nhất định tôi sẽ không để bà thất vọng đâu. Nhưng mà nếu như tôi thắng, tất cả mọi chuyện liên quan đến hạng mục AJ6 đều do tôi và ngải cha quản lý. Tòa nhà tôi muốn cho ai thì cho. Được rồi, cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người về nghỉ ngơi trước đi. Được, được rồi, ngày mai gặp nhau nha. Được rồi, ngày mai gặp. Vì sao chị làm như vậy chứ? Sĩ Quy à, cậu đừng kích động như vậy. Là anh bảo chị ta làm đúng hay không? Im miệng. Đây là quyết định của bản thân chị. Ngư ấu phi, tôi làm bao nhiêu việc gì chị? Vậy là đối với tôi như thế này. Sĩ Quy, hạng mục đó của các em căn bản không thể thành công được. Không thể thành công thì chị đuổi tôi đi làm gì? Chị sợ tôi thành công chứ gì? Thiết kế ban đầu của con thuyền đó căn bản không thích hợp với người trưởng thành. Đây chính là nguyên nhân căn bản. Vì sao AJ6 và loạt thuyền AJ thử thuyền nhiều lần cũng không thuận lợi chứ? Ấu Vi, sao chị lại trở nên ăn nói hàm hồ giống như Đinh Trì trước kia? Sao chị có thể ăn nói hàm hồ được? Chị nói đều là sự thật hết. Được, đừng nói nữa. Được, cho dù chị nói là sự thật, vậy tôi cũng có cách giải quyết của tôi. Giúp chị của tôi tại Bình Đá lấy được dựa vào thực lực thực sự. Đừng có hòng ai đuổi tôi đi. Sĩ Quy, bình tĩnh một chút, im miệng đi. Không phải là anh dựa vào nhà mình có tiền, nhà giàu hai đời mà ở đây diễu võ dương oai sao? Anh có gì chứ? Vì vấn đề này anh có tư cách gì dạy dỗ tôi? Em im miệng đi. Em làm loạn đủ chưa? Vẫn chưa đâu. Nằm mơ tôi cũng không ngờ được chị sẽ đi tố cáo tôi. Tất cả mọi thứ tôi làm gì chị trong mắt chị là cái gì? Sao mẹ có thể suy nghĩ vấn đề như vậy chứ? Thật ra chị làm như vậy, tất cả đều là muốn tốt cho em thôi. Ấu Vi, tôi nói cho chị biết, bây giờ tất cả mọi người đều biết ngư Sĩ Quy tôi ở tập đoàn Bình Á. Tôi không thể ra đi nhục nhã như vậy. Tôi không quay lại được nữa. Chị làm như vậy đã nhắc nhở tôi. Bây giờ tôi chỉ có một con đường thành công. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Ngư Sĩ Quy, em nhất định phải làm mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn được hay sao? Buông tay. Ngư Sĩ Quy. Sĩ Quy, sao rồi, cuối cùng cũng nhớ đến em rồi hay sao? Cô buông tha cho Sĩ Quy đi. Sĩ Quy, đó là một người lớn như vậy rồi, em có thể làm gì chứ? Ngải gia, trong lòng cô đang nghĩ gì tôi rất rõ.
Nếu như bây giờ cô buông tha cho Sĩ Quy, tôi còn đánh giá cao một chút. Hàn Binh, Sĩ Quy làm nhiều việc như vậy vì Ngư Ấu Vi. Ngư Ấu Vi có từng động lòng chưa? Người bị trách mắng không nên là cô ta hay sao? Cô ấy muốn tốt cho Sĩ Quy, muốn tốt cho Sĩ Quy. Nói hay thật đó. Ngư Ấu Vi thật sự rất ích kỷ, anh có biết hay không? Cô ta biết Sĩ Quy muốn gì không? Nhưng bây giờ cũng rất tốt. Sĩ Quy trở thành người phụ trách Bình Đá, mỗi ngày có thể phụ trách nhiệm vụ mới, có địa vị, có tiền bạc, có quyền lực. Đây mới là điều Sĩ Quy thật sự mong muốn. Ngư Ấu Vi có từng nghĩ đến hay không? Hàn Minh, anh đừng có u mê không tỉnh nữa mà. Ngải gia, bao nhiêu năm nay tôi thật sự rất cảm ơn những điều cô đã bỏ ra vì tôi. Nhưng mà tôi thật lòng khuyên cô một câu, một vừa hai phải thôi. Hồi tâm chuyển ý đi. Ông nội Hàn ủng hộ chúng ta như vậy, rốt cuộc anh còn băn khoăn điều gì? Ngải gia, cô tự thu xếp ổn thỏa đi. Anh Hàn Binh, anh Hàn Binh, anh Hàn Binh, anh Hàn Binh, anh đừng đi mà. Anh Hàn Binh, được rồi, được rồi. Chỉ có hội triển lãm, chúng ta tạm bàn đến đây thôi. Cuối cùng, tôi muốn thông báo với các vị hội đồng quản trị một chuyện. Ấu Vi, vì để bảo toàn tất cả nhân viên của Đinh Thị, đã tự nguyện từ bỏ cổ phần Hàn Thị. Vậy thì từ hôm nay trở đi, cô ấy không phải là cổ đông nữa. Rút lui rồi, chuyện gì vậy? Đúng đó, được rồi, không có gì thì tan họp thôi. Chủ tịch, xin đợi một chút. Các vị, là một nhân viên của công ty, tôi ở đây đề nghị với mọi người hủy bỏ hợp tác với Bình Á của Hàn Quốc. Vì sao? Đúng đó, vì sao vậy? Không phải, vì sao vậy? Chuyện gì thế? Chủ tịch, hạng mục A6 do Tổng Giám đốc Đinh chủ đạo, thực ra đang tồn tại một khiếm khuyết trí mạng. Tôi không muốn kiến nghị tiếp tục tiến hành. Cô có chứng cứ gì sao? Tôi nhớ khi còn nhỏ, ba của tôi đã nói với tôi, AJ6 thực ra là lấy độ tuổi thanh thiếu niên làm nền tảng. Nếu như tiếp tục nghiên cứu theo số liệu hiện tại sẽ thất bại thảm hại lắm. Sau đó cô sẽ phải đối mặt với tổn thất cực lớn. Lúc nhỏ cô nghe ba của mình nói là bao lâu trước đó? Lúc đó cô được mấy tuổi chứ? Ngư Ấu Vi, lời nói không có chứng cứ của cô cũng có thể tùy tiện nói bừa hay sao? Chủ tịch, ngài đừng tiếp tục nghe lời người này ở đây mê hoặc mọi người bằng lời nói. Vậy tôi muốn hỏi một chút, nếu như nghiên cứu phát triển thất bại, cô có thể gánh chịu tất cả hậu quả hay không? Đương nhiên. Hạng mục do tôi mang tới, nếu như thất bại thì tôi có thể chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đồng thời tôi còn có thể dùng cổ phần của mình để đảm bảo. Chỉ cần thất bại, Đinh Ngải gia tôi chịu trách nhiệm đến cùng. Được, vậy thì xin cô ghi nhớ tất cả những điều cô nói ngày hôm nay. Còn nữa, nếu như cô đã có tự tin như vậy, không ngại chúng ta có một ván cược. Được, nếu như thất bại, từ nay về sau sẽ phải biến mất khỏi ngành này. Sao? Vừa nãy không phải còn tràn đầy tự tin hay sao? Bây giờ lại coi đúng rồi. Được, một lời đã định. Ngư Ấu Vi, cô đừng có mà hối hận nha. Yên tâm đi, từ trước tới giờ tôi chưa từng làm chuyện gì hối hận hết.
Hội triển là mấy ngày nay, mỗi người đều tự lấy thuyền mẫu của mình ra. Chúng ta nghe ngóng phản ứng của thị trường. Nhớ kỹ, đây là cuộc làm ăn mấy chục triệu của công ty. Không ai được phép phạm phải sai lầm hết. Có nhớ chưa? Tan hợp. Đi thôi, đi thôi. Thật sự không ngờ mà. Em rất chắc chắn hay sao? Đánh cược lớn như vậy chứ? Em tin tưởng ba của em. Nếu đây là ý tưởng của ông ấy thì ông ấy có quyền lên tiếng nhất. Nếu như người Âu Mỹ không thay đổi thiết kế thì tuyệt đối sẽ không thành công. Em định làm thế nào đây? Phương án ý tưởng trước mắt vẫn chưa đủ chắc chắn. Chỉ là bây giờ người Âu Mỹ, em không thể để cho cô ta tiếp tục giữ Võ Dương Oai. Sao chứ? Không có gì đâu. Anh cảm thấy em có chút thay đổi đó. Có thay đổi gì chứ? Em hỏi anh cũng không biết nói thế nào. Anh không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Vậy rốt cuộc là thay đổi thế nào, tốt hay xấu đây? Anh cảm thấy thay đổi xấu một chút. Ai trở nên xấu xa thế? Em đó. Ngô Vi này thật sự điên rồi. Em ở đó mà cô ta còn đưa ra đề nghị này. Chuyện này tôi đã biết từ lâu. Trước khi tôi đi tìm chị ta, tờ hợp đồng lần trước chính là do Ngô Vi lẳng lặng đưa cho tổng giám đốc Khương. Từ khi nào Ngô Vi trở thành như vậy chứ? Sĩ Huy, chị đã nói với em từ lâu rồi. Ngư Ấu Phi chính là một cô gái vô cùng ích kỷ, chỉ quan tâm tới bản thân. Nhưng mà không sao, em vẫn còn có chị mà. Sau này cho dù xảy ra chuyện gì, chị cũng sẽ ở bên cạnh giúp đỡ cho em. Bị người trong lòng làm tổn thương thật sự rất đau đớn. Trước mắt tôi chỉ có thể dốc toàn lực làm tốt hạng mục AJ6. Những chuyện khác đều không có nghĩa gì. Ngải Gia, tôi là một người làm ăn, coi trọng nhất cũng là sản phẩm. Tôi không hy vọng giống như người đó nói. Nếu như thật sự có sản phẩm vượt qua AJ6, vậy thì hợp tác của chúng ta cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bà yên tâm đi, tôi đã sớm nói với bà rồi. AJ6 này là sản phẩm kỹ thuật đỉnh cao nhất trước mắt. Bọn họ muốn chế tạo ra thuyền hy vọng gì đó. Đó căn bản là lần giải chủ cuối cùng của Đinh Thị. Cho dù họ nói hay như vậy, chỉ cần có mặt tôi thì sẽ không thể nào tạo ra thứ tốt. Nếu như cô đã tự tin như vậy rồi, vậy thì tôi cũng sẽ tôn trọng cô. Đã nói đến mức này rồi, hy vọng trong lần triển lãm thuyền mấy ngày tới sẽ làm được như cô nói. Nếu không, bà cứ yên tâm đi. Cho dù họ tạo ra thuyền gì, nhất định cũng sẽ không thắng được AJ6. Nếu không, tất cả trách nhiệm này đều do Đinh Ngải Gia tôi chịu trách nhiệm hết. Vậy được, vậy thì chúc mừng trước, hợp tác của chúng ta tất cả đều thuận lợi. Đó là đương nhiên rồi. Không ngờ lại gặp mặt tôi đúng hay không? Hôm nay tôi hỏi cậu một vấn đề. Cậu nói thật cho tôi biết, lần tập luyện buổi sáng đó, có phải người Ấu Phi bảo cậu cố ý va vào tôi hay không? Dạ đúng. Cậu nghĩ kỹ rồi nói. Lừa dối hàng thủ căn tôi không có kết cục tốt đâu. Không muốn nói đúng không? Tôi nói mà, là Đinh Ngải Gia bảo tôi nói như vậy. Cô ta cho tôi 150.000. Ban đầu tôi thấy không sao, cho nên tôi nói như vậy. Miệng một bản nữa nói lại. Tôi nói thật mà. Quả thật là Đinh Ngải Gia đó xin tôi nói như vậy.
Nói như vậy là hôm đó cậu vu oan cho ngư gấu Vi. Xin lỗi. Xin lỗi, tôi thật sự không biết gì hết. Tôi chỉ muốn kiếm thêm chút đỉnh thôi. Xin lỗi ngài. Đưa ra ngoài đi. Xin lỗi. Tiểu Mỹ à, Sĩ Huy đến chỗ cậu không? Sĩ Huy, anh ấy không có tới. Sao vậy? Anh ấy xảy ra chuyện gì rồi? Mình có thể đi vào ngồi chút được không? Vào đi. Tiểu Mỹ, chuyện lần trước mình vẫn luôn không có cơ hội nói chuyện nghiêm túc với cậu. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Mình không trách cậu đâu, lại càng không hận cậu. Thật đó. Nhưng mà mình đã đập thuyền của cậu mà. Thuyền không còn có thể làm lại. Nhưng mà nếu như lòng người mất rồi thì rất là khó hồi phục. Vả lại cậu cũng là vì Sĩ Huy thôi. Mình có thể hiểu. Tiểu Mỹ à, thật ra mình có thể nhìn ra trong lòng của Sĩ Huy cũng có cậu. Thật sao? Đương nhiên rồi, mình có thể cảm nhận được. Vậy nên mình hy vọng cậu khuyên đó. Thật ra sự nghiệp có thành công hay không cũng không quan trọng gì hết. Quan trọng nhất, mình tin tài hoa của nó mãi mãi đều không bị chôn vùi. Nhưng mà cần phải dùng đúng chỗ. Mình không khuyên được anh ấy. Mình tin là cậu có thể mà. Chúng ta cùng nhau cố gắng, đừng để cho Sĩ Huy tiếp tục sai lầm nữa, có được không? Được. Ông nội, ông tìm con hay sao? Nào, tìm con. Tìm con có chuyện gì vậy? Đừng vội, để lát nữa có người tới, con sẽ biết có chuyện gì thôi. Ăn qua quả trước đi. Ai vậy? Đến khi đó thì con biết thôi. Cái này, rốt cuộc là ai chứ? Con ăn trước đi. Cái này ăn đi. Chủ tịch Hàn à, người tới rồi. Nào, ông nội Hàn, mau vào đây đi. Hàn Minh, ngồi xuống. Con xem ông mời ai đến nè. Ông ấy hả? Hôm nay có một chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố. Con ngồi xuống. Chuyện đó, Âu Vi à, ông nội Hàn cả đời này từng làm chuyện tốt, cũng từng làm chuyện xấu, đúng hay không? Nhưng mà có một điểm, ông làm việc tuyệt đối không dài dòng. Hôm nay, bây giờ ông chính thức. Xin lỗi con. Ông nội Hàn à, ông nội, ông đừng có làm như vậy mà. Ông còn chưa nói xong, ngồi xuống đi. Con mau ngồi xuống đi. Hàn Minh, con cũng nghe đi. Từ nay về sau, ông tuyệt đối không quản chuyện của hai đứa. Hai đứa nghĩ cho kỹ đi, lúc nào muốn kết hôn thì kết hôn. Ông bỏ tiền, ông tuyệt đối không có ý kiến. Đây là thứ nhất. Thứ hai, ông đã hoàn toàn nhìn rõ ra hồ ly tinh Đinh Gãy Gia. Ông tuyệt đối không tha cho nó đâu. Ông nội à, sao vậy ạ? Đã xảy ra chuyện gì sao? Ông đã tìm được người va vào ông rồi. Hắn nói bị Đinh Gãy Gia sai khiến. Vậy bây giờ ngư ấu Mỹ đó, cô ta biết rồi sao? Nó không biết. Ông không muốn để cho nó biết. Ông phải xem nó có thể giở trò gì với ông nữa.
Thằng Minh à, ông nói với con này, ông nội cũng nên lừa con. Cái đó, ban đầu chuyện của ông bị bệnh, ông cũng bị chuyện để ép hai đứa chia tay đó. Bây giờ, nè nè, bây giờ thì ông đã nhìn thấu đinh gãy da rồi. Cô cũng không cần lo lắng sức khỏe của ông. Thật đó, sức khỏe của ông nội con rất là tốt. Đã lâu không gặp rồi, người bạn cũ. Vì sao anh cảm thấy chúng ta đã rất lâu rồi không đi ra ngoài? Ấu Vi à, bây giờ em đã có tất cả rồi. Những thứ trước kia mong muốn bây giờ đều đã có. Anh thật sự không biết bây giờ anh có thể cho em cái gì nữa. Tình yêu. Trên thế giới này chỉ có một người có thể cho em tình yêu thôi. Người đó tên là Hàn Minh. Anh cầm cái gì đó? Cô Ngô Vi này, em có nguyện ý lấy anh Hàn Minh không? Cầu hôn đâu phải như vậy. Có phải anh nên quỳ xuống hay sao? Ngại quá, lần đầu tiên anh cầu hôn. Đợi một chút. Cô Ngư Ấu Vi, cô có đồng ý lấy anh Hàn Minh để anh ta chăm sóc cô cả đời, bảo vệ cô và yêu cô hay không? Em nghĩ lâu như vậy? Không phải đâu. Vậy thì thôi, anh đi đây. Em đồng ý. Em đồng ý mà. Được. Trên đời này chỉ có một người khiến cho anh biết cái gì gọi là tình yêu, thế nào là yêu. Em biết người này là ai không? Anh đang hỏi em mà. Em biết là ai không? Đúng, chính là Ngư Ấu Vi. Thank you.
Ông nội à, buồn thế rồi con về làm gì chứ? Con chuyển về nhà ở. Thật sao? Vậy con chỉ có thể ở phòng khách rồi. Phòng của con bị ông già Đinh chiếm rồi. Vậy xem ra ông và ông nội Đinh sống cùng nhau rất tốt. Tốt cái gì mà tốt? Ông ấy coi nhà chúng ta thành nhà họ Đinh của ông ấy. Coi ông là thư ký của ông ấy. Suốt ngày bắt ông mặc phép đứng bên cạnh ông ấy. Ông nội Đinh tuổi tác lớn như vậy rồi. Đúng. Nếu như ông không thấy ông ấy đáng thương, ông còn không thèm giữ ông ấy. À đúng rồi, con hẹn với Ngư Ấu Vi, nói ông mời nó đến ăn bữa cơm, thuận tiện bàn bạc chuyện của Đinh Ngải Gia. Dạ được. Nhưng mà nếu như Đinh Ngải Gia biết chuyện có chuyển về nhà, cô ta có nghi ngờ hay không? Nghi ngờ gì chứ? Cháu nội của ông không thể về nhà mình ở hay sao? Nhớ dẫn. Người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, tôi không thể nhận được. Ông đã bất nhân thì tôi bất nghĩa. Từ nay về sau, không được bước nửa bước vào nhà họ Hàng chúng tôi. Coi như tôi cầu xin chị, tôi đã không có ba mẹ nữa. Lẽ nào chị còn muốn cướp nốt một chút thành công này của tôi? Sao còn lại đến đây? Mình chỉ hy vọng cậu có thể thắng. Chị không thể đáp ứng yêu cầu của em được. Chị sẽ khiến cho em hiểu ra bây giờ em đang sai.